Shop nhao.vn, ác lực quân giá rẻ, chất lượng uy tín tự động, đền bù 100% đối với tài khoản sai hoặc lỗi, uy tín chất lượng giao dịch hoàn toàn tự động, chỉ có tại shopbanhhao.vn. shopbanhhao.vn. Ok, chào tất cả mọi người nhá. Thì hôm nay mình sẽ làm clip này về tiếng xạ thủ Celica. Ui dồi ôi, cái tên ghê gớm không? Celica, giống như xe sổ ý các bạn. Hôm qua thì mình có đọc comment thì thấy bạn kia bạn ấy bình luận kêu mình làm clip về vị tướng Celica. Mà kiểu giống như bạn ấy kiểu giống kiểu năn nỉ mình ý. Trời ơi, thật ra mà nói thì Celica là một cái vị tướng mà mình cũng đã làm clip rất là nhiều rồi. Và con tướng này đối với mình nó không quá khó các bạn ạ. Dễ nhằn cháo luôn, thật sự luôn là như vậy. Nào 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 nào. Chạy không? Ui sổ ơi, hút luôn hả anh Toro béo? Mạnh mẽ quá ta, đắc sở quá ta. Từ từ thôi anh, mình chơi kiểu gọi là bình tĩnh thôi. Bây giờ hổ báo cáo trồn quá, người ta sợ, người ta đầu hàng thì... Chết em. Trời anh than, uốn đít em, trời em thốn quá. Trời nó nhột quá, trời nhột luôn á. Hút luôn rồi kìa, go, hôn. Đúng rồi, chơi nó. Ui giời nó hồi máu quá, trời hồi luôn. Rồi sao? 3 đánh với 2 mà cuối cùng team mình chết mất người luôn. Trời ơi, nó chán gì đâu vậy? Sao chán quá vậy ta? Nào, bay bay đây coi nào. Giờ đây mà kiếm chuối coi nào. Ôi giời. Ui giời ơi. May quá, cướp được con chim. Không phải là cướp các bạn, mà phải đây gọi là giữ lại được con chim. Mừng quá trời luôn. Chim to. Các bạn hãy xem clip của mình, đăng ký kênh và like ủng hộ giúp mình với nha. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Tại vì bạn kia bạn ý bình luận Celica thì làm Celica thôi. Các bạn có thích mình làm clip về vị tướng xạ thủ nào thì comment ở dưới phần bình luận với nhá. Ui. Trời ơi thốn thế. Rồi xong luôn, Natalia đi rừng luôn. Cái gì vậy trời? Bất ngờ thật luôn. Quá bất ngờ với cái vị tướng Natalia đi rừng luôn các bạn ạ. Thật ra thì mình cũng làm clip Natalia đi rừng rồi, nhưng mà hôm nay gặp gọi là người dám cầm Natalia đi rừng. Bản lĩnh rất là cao luôn các bạn. Thật sự là bản lĩnh phải thật sự là cao ơi là cao luôn ấy. Mới dám cầm Natalia đi rừng nữa. Ê. Cướp. Rồi xong. Nó chừng trị đẹp quá trời luôn. Chơi nó. Hôn hít. Đúng rồi. Chích với đít. Đúng rồi. Hay quá. Chơi. Oh my god. Chơi nào. Cố lên. Cho mảng coi. Cho một mảng đi. Oh hay quá. Được một mảng rồi. Một mạng rồi, cố lên. Rồi xong, xém được mạng thứ hai. Mừng quá. Lên cho nó cái giày nha các bạn. Lên giày cùi cùi đi cho nó nhanh. Farm cho nó lẹ chút coi. Làm gì đâu căng. Nếu các bạn yêu thích clip của mình thì đừng quên cho mình xin một like với nha. Và một lần đăng ký kênh cũng như một lượt comment. Thì hiện tại bây giờ mình vẫn đang làm clip gọi là lên những cái món trang bị dị. Thì thường thường những cái clip đấy thì mình sẽ úp ở lúc 8 giờ sáng. Còn những cái trận đấu mà mình lên trang bị chuẩn, mình sẽ cũng như là mình không làm những clip tròn cũng như trải nghiệm. Bình tĩnh. Thì mình úp vào lúc 5 giờ chiều nha các bạn. Còn úi giời. Còn những cái clip về vị tướng Nakaroth thì mình sẽ úp ở kênh Anh Hảo Live. Thì thường thường thì mình sẽ chơi tầm 2 ngày thì mình sẽ úp một clip trên kênh Anh Hảo Live nha các bạn. Tại về những cái con tướng tủ của mình ấy. Ui dồi ôi. Đấy, mình thông báo các bạn về cái lịch phát sóng cũng như là cái thời gian úp clip của mình ở trên kênh YouTube và là bao nhiêu thời gian cho các bạn để các bạn gọi là biết vào xem. Ui dồi ôi. Còn hiện tại bây giờ thì mình đang khá là bận các bạn ạ. Khá là bận vì nói chung là làm nhà đó. Đâm ra thì ôi dồi ôi. Chưa có thông báo lịch về live stream nha các bạn. Đến chắc gọi là gần Tết thì mình sẽ có thông báo cho các bạn. Ôi giời ơi. Ô. Khi nào có thì mình sẽ thông báo cho các bạn biết sau nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ cũng như là luôn xem clip của mình trong cái thời gian qua. Chúc các bạn xem clip vui vẻ. Ôi giời ơi. Lâu lắm rồi mình cũng không like stream với các bạn. Nhớ các bạn quá trời luôn. Không biết có ai nhớ mình không ta. Ấy gì. Mà chắc là không đâu. Tại vì thường thường những cái bạn mà xem clip ấy vô là không có xem like. Mà xem like thì các bạn rất là lười xem clip ấy. Nó ngộ nghính. Trời ơi, hỗ trợ hoài vậy ta. Cho ăn mảng miếng coi. Ngộ nghính. Ngộ khí. Ngộ bát giới. Ôi trời ơi. Quá trời ngộ luôn. Đồng xanh hỗ trợ bấy mạng luôn, méo ăn được bạn nào. Thôi về mút tạm với con rồng vậy.
cho nó đỡ buồn các bạn ạ. Khổ quá, không ăn được mạng là cảm thấy cô đơn lạnh lẽo lắm. Ui, lạc lối à? Cái tên nó nói hết tất cả. Lạc lối lầm đường đúng không? Lầm đường lạc lối đúng không? Căng à? Căng, có vẻ căng ấy. Lầm đường lạc lối là căng đấy. Rồi. Vì à, em bước lặng thầm anh chăng hay. Oh yeah. Để mình pha cái quái cái đã. Trời ơi, Wonder Woman thì mình xanh dữ vậy. 6-0 luôn á. Rồi xong luôn, trận này muốn tỏa sáng cũng khó rồi các bạn ơi. Đồng đội mình nó hay quá. Trời, mà nó chán gì đâu. Đồng đội mình nó xanh quá cũng chán nữa. Mà đồng đội mình nó phế quá cũng chán nữa. Chơi làm sao là ngang tài ngang sức ấy. Ví dụ như là giết 10 mạng và chết 10 mạng ấy. Đấy, trận đấu đấy mà là hấp dẫn, đáng chơi. Nó hơn nhau, lúc đó là mình hơn nhau về kỹ năng ấy các bạn. Đồng đội thì nó ngang nhau nhưng mà hơn nhau về kỹ năng của mình ấy. Mình có khả năng gánh được team hay không đó. Ôi trời ơi. Có quá. Vô, đi về nào. Trang bị của mình thì mình đầu tiên mình sẽ lên trang bị từ Silica, đó chính là cái Ui giời ơi. Đừng gom sấm sét nha các bạn. Chơi nè, ấy, búm, dụng chứng. Trời ơi, double kill luôn. Nào, tha nào. Dựng pháo lên bắn sướng lắm các bạn. Silica này được cái pháo nó xa ấy, các bạn. Các bạn có thể dựng trong mấy trụ, các bạn được bắn luôn. Ôi. Làm gì đây? Ây á. Trời ơi, tôi đang chuẩn bị ăn mạ cái ông than ông đẩy tôi đi. Vậy thì làm sao chơi được? Chơi này. Bùm chiêu. Carbon. Thôi đi về. Farm. Trời ơi, được Toro support đánh sướng quá các bạn ơi. Về quá. Natalia đi rừng hả? Thế, ở bạn. Bạn đi rừng đúng không? Ôi, chết. Nhầm lầm đường mặt lối à. Cứu. Cứu thế nào? Quay lại phang luôn chứ cứu nào? Giả bộ cứu cho tem bạn nó sợ mình thế thôi. Nha. Bập nè. Yo. Úi giời. Zuka cho mình thì bạn ấy không có xài mana nha các bạn. Thật ra là mình lúc nướng con bùi xanh luôn. Thế cho nó máu lửa. Ý giời. Với lại Zuka cho mình bây giờ đang lo gọi là càn quét rừng tem bạn rồi, đâm ra thì mình càn quét lại rừng tem mình vậy. Buồn quá. Úi giời. Trận này tem mình ai cũng xanh hết. Đánh nó hơi chán tí. Nếu mà nó phế thì mình hấp dẫn được các bạn. Kiếm cái tiền coi nào. Rồi ôi, Zuka nó xanh quá. Có rồi. Nó còn trả thêm về nhà rừng nhà mình, nó ăn quái cơ mà. Rồi lên luôn chơi nó nào. Bắn luôn rồng tà thần chơi á. Mình sờ mông sờ má bắn bùm. Chụp khều nó chơi thôi mà. Vô. Đâu cho em bắn nào. Úi giời ơi. Bắn có cái thôi Natalia ta bạn xem chết. Sợ mình quá, chết cũng nên. Vô nào. Bay vào đây nào, kiếm chuối nào, vô. Chơi kiếm chuối này anh ơi. Úi giời ơi, giật luôn hả? Máu thế, đún. Đẩy đi. Đẩy đi. Ô kìa, máu này. 200 vàng. Đi đâu? Hư nè. Rồi đó, double kill luôn, dựng trụ băng nè. Trời ơi, không ăn được máng luôn. Ăn trụ. Rồi. Cái bò sao đây? Bình tĩnh ăn bạn ơi, ăn trụ đã. Hồi nãy phế. Hỗ trợ không à, bây giờ thì tỏa sáng rồi các bạn. Xạ thủ mà lúc cuối trận nó mới mạnh các bạn. Chứ đầu trận thì thực sự ra nó cũng yếu lắm. Nào, chơi. Mở gan ga này. Mở gan ga với chúng tôi này. 8 kill luôn rồi, 9 kill luôn rồi. Trời ơi, read book kill rồi. Chơi nó đi men ơi. Quýnh nó đi men ơi. Quýnh nó đi. Ui ôi, đồng thế. Không được. 919. Trời ơi, số quá đẹp luôn. 919 luôn. Úi giời. Chơi nó. Ôi giời. Mày à bự. Chơi này. Rồi mà gần ga đứng trong nhà mình nã đạn vào. Dụng chứng hết. Đẩy đi anh. Đúng rồi, đẩy đi anh. Chơi. Oh, hold hit. Wow. Hold hay quá.
Ừ, chết luôn chưa? Chưa chết hả? Bùm! Không chết thì cũng phải chết. Ok. Teo Anna này, solo không? Solo. Ui, xem mà Teo Anna solo lại mình được. Các bạn solo bây giờ mình chấp hết luôn ấy, thật. Tại vì Sineka nó có chiêu 1 để lạng lách đánh võng. Cái chiêu 2 nó tạo một cái lớp giáp gọi là ấy nữa. Cộng thêm cái nội tại khi mà các bạn bắn 5 điểm ấy. Trời ơi, nó mạnh vãi cả trưởng ra luôn. Bắn sướng lắm. Càng bắn lại càng phê. 11 kill rồi. 11 kill rồi. Chơi nó. Chơi nó. 13 kill luôn. Ôi giời ơi. Chơi. Chơi. Mày hả bưới. 14 kill. Kết thúc trận đấu. Ăn mạng vừa thời gian luôn các bạn. Sướng quá, sướng quá. Rồi thì clip về mình đứng Sineka của mình tới đây là kết thúc mất rồi nè. Cảm ơn mọi người đã xem dõi clip của mình nha. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào clip sau. Bye bye. Bạn nào muốn đi thì vào số của mình dưới phần mô tả video nha các bạn.